325 tỷ đồng cho một lần xuất hiện với vai chính trong series phim đình đám Diệp Vấn. Sở hữu thương hiệu kính mắt cao cấp Donny Eyes, giàu có nhưng không ngại giao 80% quyền sở hữu tài sản cho vợ, kể cả căn biệt thự được mệnh danh là pháo đài mạnh nhất. Chân tử Dan còn là một tay chơi thứ thiệt khi chi tiền khủng để sưu tập trọn bộ những siêu xe đời mới nhất, sang trọng bậc nhất thế giới. Vậy bạn có thắc mắc, chỉ đi đóng phim thôi mà chân tử Dan lại có cho mình khối tài sản khổng lồ mà biết bao nhiêu người hàng ao ước? Hay ông vẫn có những bí quyết kiếm tiền nào khác? Tất cả sẽ được bật mí trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy tò mò và muốn tìm kiếm con đường làm giàu cho bản thân, thì đây sẽ là video dành cho bạn. Đừng quên để lại một like và một follow cho ekip tụi mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Chân tử Dan hay còn gọi là Trung tử Đơn, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1963, có tên tiếng Anh là Donny Yenji Dan. Ông là con của nữ võ sư Mạch Bảo Thiền. Vì vậy ngay từ nhỏ, Trung tử Đơn đã được tiếp xúc với võ thuật. Gia đình của ông có một thời gian sống ở Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Ông theo học võ với nhiều sư phụ khác nhau và từng là đồng môn của Lý Liên Kiệt. Khi 20 tuổi, Trung tử Đơn bắt đầu gia nhập vào làng giải trí. Thời điểm đó, ông không phải là một diễn viên được đánh giá cao về nhan sắc, diễn xuất hay là khả năng võ thuật. Suốt thời kỳ đầu tiên này, ông chỉ đóng các vai phụ hoặc vai chính, nhưng trong các tác phẩm không quá nổi bật. Mãi đến năm 1989, khi tham gia vào Tiêu diệt nhân chứng, tài năng diễn xuất và võ thuật của ông mới được công nhận và biết đến rộng rãi. Bộ phim này một bước đưa ông vào hàng ngũ những ngôi sao võ thuật ăn khách. Từ năm 1993, khi tham gia bộ phim Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, danh tiếng của Trung tử Đơn mới thực sự bùng nổ mạnh mẽ. Trong phim này, ông đóng vai cha của Hoàng Phi Hồng, Quảng Đông Thập Hổ Hoàng Kỳ Anh. Cảnh giao đấu cuối phim trên những cây cột trụ và ở dưới là biển lửa cùng những đòn đánh đẹp mắt đã để lại nhiều ấn tượng cho mắt người xem. Sau vai diễn này, sự nghiệp của Trung tử Đơn bắt đầu lên như diều gặp gió. Bộ phim truyền hình Tinh Võ Môn mà ông đóng vai chính gây sốt toàn Đông Á. Phim là câu chuyện về cuộc đời huyền thoại võ thuật Trần Chân. Trong phim, ông đã diễn tả hoàn toàn một Trần Chân khí phách, uy phong và dũng mãnh. Tuy nhiên, bộ phim mà khiến người xem đặc biệt ghi nhớ đến Trung tử Đơn khi ông thủ vai Diệp Vấn trong bộ phim võ thuật đình đám cùng tên. Một bộ phim không chỉ đạt yêu cầu cao về tính nghệ thuật mà cả mức doanh thu cũng vô cùng ấn tượng, đánh dấu sự định hình phong cách diễn võ thuật rất riêng của ngôi sao Trung Quốc. Khi sự nghiệp đạt đến đỉnh cao nhất, kiếm được tiền vô số kể từ những vai diễn nổi tiếng. Từ năm 2010 trở đi, Trung tử Đơn ít hoạt động hơn. Có chăng thì cũng chỉ góp mặt trong các bộ phim với tư cách vai phụ hoặc vai khách mời. Bên cạnh đó, ông tập trung hoạt động với tư cách chỉ đạo võ thuật và đạo diễn cùng với những dự án kinh doanh cá nhân. Với gần 4 thập kỷ kinh nghiệm diễn xuất ở cả Hồng Kông và Hollywood, số tiền mà Trung tử Đơn kiếm được là dư sức để ông phát triển thương hiệu quần áo của riêng mình có tên là D.Y. Edison. Ngôi sao sinh năm 1963 cũng được biết đến là một nhà sưu tập kính râm. Năm 2018, ông đã tung ra thương hiệu kính mắt cao cấp Donny Eyes với giá khởi điểm từ 180 đô và lên đến 1.525 đô, theo trang web của hãng. Tuy không còn đóng phim nhiều nữa, nhưng Trung tử Đan lại tham gia nhiều công việc phía sau màn ảnh. Ông vừa là nhà sản xuất kiêm đạo diễn. Công ty sản xuất Bullet Films được ông thành lập năm 1997, đứng sau một số bộ phim hành động thành công của Hồng Kông như là Raising Fire năm 2021. Công ty sản xuất thứ hai của Trung tử Đan đó là Superhero Films, được ra mắt tại Hồng Kông Filmart năm 2013. Công ty này thành lập để làm những bộ phim hành động tầm cỡ quốc tế. Độ nổi tiếng của Trung tử Đơn tỷ lệ thuận với khối tài sản mà ông đang sở hữu. Nam diễn viên có ít nhất là 6 bất động sản ở Hồng Kông. Mỗi bất động sản được mua với giá khoảng 1,5 triệu đô. Tài hoa nhưng cũng rất yêu chiều vợ. Trung tử Đơn gây chấn động khi tặng cho bà xã của mình dinh thự trị giá 17 triệu đô trên đường Mountain Davis, Mỹ. Căn biệt thự được giới truyền thông mệnh danh là pháo đài mạnh nhất và tài tử đã giao 80% quyền sở hữu tài sản cho vợ. Căn biệt thự nghỉ dưỡng có các tiện nghi như là phòng tập thể dục, hồ bơi, bể sục, sân chơi cho trẻ em, khu tiệc nướng và cây đàn piano grand bên cạnh phòng khách. Sức làm thì nhiều, nhưng sức tiêu thì cũng thuộc hàng tầm cỡ. Chân tử Đan có sở thích nghiện siêu xe. Bộ sưu tập xế hộp của nam diễn viên bao gồm
BMW 18, Lamborghini Veneno Roadster có giá 4 triệu đô và một chiếc Lamborghini Sesto Elementor có giá là 5 triệu đô. Đây là một phiên bản giới hạn, sản xuất đúng 20 chiếc trên toàn thế giới. Cũng chính vì thế mà rất nhiều nhà sưu tập quyết tâm chi ra số tiền cao hơn mức giá xuất xưởng để có sự phục vụ của siêu bò cực hiếm và đắt đỏ này. Và tất nhiên, siêu sao màn ảnh không thể khoanh tay đứng nhìn được rồi. Mặc dù là siêu xe hàng hiếm, Lamborghini Sesto Elementor sở hữu khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực và mô men xoắn cực đại 398. Những con số này nghe qua có vẻ không nhiều so với tiêu chuẩn hiện nay, nhưng vào thời điểm mới ra mắt, nó lại là siêu xe của những chiếc siêu xe. Bên cạnh dàn xế xịn khiến nhiều người mê mẩn, Trần Tử Đan còn có niềm đam mê với đồng hồ nữa. Nam tài tử đã chi tiền mặt để mua những chiếc đồng hồ đắt tiền như là Rolex Sea-Ruler khoảng 14.000 đô. Chiếc này từng được Trần Tử Đan diện tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. Một chiếc đồng hồ khác là Audemars Piguet Royal Aux Offshore khoảng 70.000 đô, được ông đeo trong buổi ra mắt phim Mulan. Cũng có thông tin Trần Tử Đan còn sở hữu một chiếc Girard Perregaux Golden Bridge Series có giá là 100.000 đô. Chiếc đồng hồ này tập trung nhiều vào ngoại hình, vậy nên các tính năng hay là các chỉ báo sẽ được tối giản. Trên mặt số chỉ có 2 cây kim giờ và phút theo dáng Dolphin, được chế tác bằng vàng khối cực kỳ sắc sảo. Người giàu có nào thì cũng mê nhà, mê xe và thích xài đồ hiệu. Tuy nhiên, Trần Tử Đan còn có tình yêu đặc biệt với ngựa nữa. Trong nhiều bộ phim, Trần Tử Đan đã từng thể hiện khả năng cưỡi ngựa của mình như là Cẩm Y Vệ năm 2010, Người Băng năm 2014 và Chùm Hương Cảng năm 2017. Khi tham gia bộ phim hoạt hình Disney Hoa Mộc Lan, Trần Tử Đan cũng có nhiều cảnh thể hiện tài năng phi nước đại của mình. Vì không muốn cưỡi ngựa ké, ngôi sao Hồng Kông đã mua cho mình một chú ngựa và đặt tên là Bad Boy vào năm 2016. Bad Boy đã giành chiến thắng 3 cuộc đua cho huấn luyện viên John Moore vào năm 2018. Trần Tử Đan cũng thường xuyên tham dự các sự kiện đua ngựa và được bổ nhiệm làm đại sứ cho BMW Hồng Kông Derby nhiều lần. Có một câu chuyện mà ít ai biết về Trần Tử Đan, đó là ông đã từng cân nhắc trở thành một vận động viên đua ngựa. Ông cũng thường xuyên quan tâm tới những cuộc đua ngựa được tổ chức tại Hồng Kông. Dù hiện tại sức hút của Trung Tử Đơn đã không còn mãnh liệt như thời kỳ đỉnh cao của mình, nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng siêu diễn viên là người đã thổi hồn cho rất nhiều bộ phim với những pha võ thuật đỉnh cao mà khó có những kỹ xảo nào có thể thể hiện một cách chân thực được. Ngày nay, ông vẫn sẽ được coi là một trong những diễn viên được trả lương hàng top của châu Á, sánh vai với các ngôi sao hành động như là Dương Tử Quỳnh, Lý Liên Kiệt hay là Thành Lộc. Và đó là toàn bộ về khối tài sản khổng lồ của ngôi sao phim võ thuật Trung Tử Đơn. Bạn có biết thêm gì về diễn viên, nhà sản xuất này nữa thì để lại một comment để chúng ta cùng thảo luận nha. Và đừng quên like và follow cho ekip tụi mình và đón chờ những nội dung thú vị hơn nữa. Tạm biệt và hẹn gặp lại.